Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần bảo trợ của các cơ sở thương mại vừa qua, và sau đây là phần tin chi tiết của Á Châu. Mở đầu với bản tin từ Nhật Bản, người tỷ phú của Nhật Bản có tên là Miyagawa vừa công bố danh sách cùng ông du hành mặt trăng. Hôm thứ Sáu, người tỷ phú của Nhật Bản là Yasaku Miyagawa vừa tuyên bố ngôi sao K-pop T.O.P. Top và DJ Steve Aoki sẽ nằm trong số 8 thành viên phi hành đoàn cùng ông thực hiện chuyến du hành mặt trăng vào năm tới. Trên một trong những hỏa tiễn SpaceX của Elon Musk, ông Miyagawa đã mua toàn bộ chỗ ngồi trong chuyến du hành mặt trăng này. Chuyến đi được lập kế hoạch vào năm 2018, và từ năm ngoái, ông Miyagawa đã thực hiện chuyến thăm đến các trạm vũ trụ quốc tế ISS trong vòng 12 ngày bằng phi thuyền Soyuz. Hôm thứ Sáu, ông Miyagawa đã công bố danh sách đi cùng ông trong chuyến du hành mặt trăng sắp tới trên Twitter và trên trang web mạng dự án Dear Moon. Ông và phi hành đoàn của ông sẽ là những hành khách đầu tiên trên chuyến bay thương mại tới mặt trăng của SpaceX. Ông Miyagawa dùng tài khoản Twitter của mình để chiêu mộ 8 thành viên phi hành đoàn từ khắp nơi trên thế giới cùng tham gia chuyến du hành mặt trăng, và đã có tới 1 triệu người đăng ký. Nam ca sĩ Top tên thật là Choi Sung-hun, nổi lên từ nhóm nhạc K-pop Big Bang. Top là một trong số những thành viên nổi tiếng được chọn cùng với Aoki, là một nhạc sĩ và DJ người Hoa Kỳ gốc Nhật, có cha là người sáng lập chuỗi nhà hàng Benihana. Diễn viên Ấn Độ Dev Joshi cũng nằm trong số những người được chọn vào cho nhóm. Vận động viên trượt tuyết Olympic Hoa Kỳ Caitlin Farrington và vũ công Nhật Bản Miyu được chỉ định là thành viên phi hành đoàn dự phòng. Nhật, Anh và Ý hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu phản lực. Nhật Bản, Anh và Ý đang hợp nhất các dự án máy bay chiến đấu phản lực thế hệ tiếp theo của họ thành một chương trình đối tác mang tính đột phá liên châu lục Á-Âu. Đây là sự hợp tác công nghiệp quốc phòng lớn đầu tiên của Nhật Bản bên ngoài việc hợp tác với Hoa Kỳ kể từ thời đệ nhị thế chiến. Thỏa thuận này nhằm mục tiêu đưa một loại máy bay chiến đấu hàng đầu tân tiến vào hoạt động vào năm 2035 bằng cách kết hợp dự án hệ thống tác chiến trên không tương lai do Anh đứng đầu, còn có tên là Tempest, với chương trình FX của Nhật Bản trong một liên doanh có tên là chương trình tác chiến trên không toàn cầu TCAP. Ba quốc gia cho biết trong một tuyên bố vào hôm ngày 9 tháng 12 như trên. Trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine và Trung Cộng tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Nhật Bản và Đài Loan, thỏa thuận này cũng có thể giúp cho Nhật Bản đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của nước láng giềng rộng lớn hơn và trao cho Anh vai trò an ninh to lớn hơn trong khu vực, vốn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, B-System của nước Anh, Mitsubishi Heavy Industry của Nhật Bản và Leonardo của nước Ý sẽ dẫn đầu việc thiết kế máy bay. Loại máy bay này có khả năng kỹ thuật số tân tiến về trí tuệ nhân tạo và chiến tranh mạng. Trong khi đó thì tại Nam Hàn, tài xế xe tải trở lại làm việc để chấm dứt đình công. Nghiệp đoàn đoàn kết của những người lái xe tải chở hàng của Nam Hàn hôm thứ Sáu cho biết là 61.8% các thành viên của công đoàn đã bỏ phiếu ngừng đình công để trở lại làm việc. Nhưng công đoàn sẽ tiếp tục chiến dịch tăng lương tối thiểu khi cuộc biểu tình của họ bước sang tuần thứ ba. Những người lái xe tải nhận ra nỗ lực mở rộng và thực hiện lâu dài một kế hoạch của chính phủ về giá cước vận chuyển tối thiểu đã thất bại khi mà sự ủng hộ của công chúng suy yếu và Tổng thống Yoon Kyu không lay động. Hơn 100 thành viên nghiệp đoàn đã hô khẩu hiệu cho một cuộc biểu tình hàng ngày tại các cơ sở của họ ở Yuigang. Một số tài xế đã lau nước mắt khi nghe kết quả bỏ phiếu. Sau đó, những người tài xế đã gỡ cờ công đoàn và dỡ lều của họ khỏi địa điểm. Nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị cho cuộc đình công bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 và sẵn sàng vượt qua nỗi đau ngắn hạn. Các tài xế nói với thông tấn Reuters là khi mà chính phủ gia tăng áp lực bao gồm cả lệnh bắt đầu làm việc chưa từng có, một số trong số 25.000 tài xế xe tải đình công đã quay trở lại làm việc trong tuần này, đối mặt với viễn cảnh không chỉ mất thu nhập mà còn mất việc làm. Tin liên quan đến Việt Nam, Việt Nam sắp nhận 12 máy bay huấn luyện T-6 từ Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ giao cho Việt Nam 12 chiếc máy bay huấn luyện T-6 trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027. Đây là thông tin được chuẩn tướng không quân Hoa Kỳ Sarah Rush đưa ra trong cuộc họp báo vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Hà Nội. Theo thông báo tại họp báo, 3 chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao trong quý đầu năm 2024. 2 hoặc 3 chiếc tiếp theo sẽ được giao vào cuối năm 2024.
số còn lại sẽ được giao vào 2027. Kính thưa quý vị, thứ 6 là dòng máy bay cánh quạt do hãng Raytheon chế tạo và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2000. Loại máy bay này được sử dụng cho mục đích huấn luyện sơ cấp và trung cấp trong không quân Hoa Kỳ. Hồi giữa năm 2021, phía Hoa Kỳ cũng thông báo việc không quân Việt Nam đặt mua một số máy bay T-6 của Hoa Kỳ và phía của Hoa Kỳ đã đồng ý, nhưng thông tin không cho biết rõ về giá hợp đồng. Hiện nay, Hoa Kỳ đang tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ở Hà Nội. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội là Mark Knapper được thông tấn Reuters trích lời tại triển lãm nói rằng Hoa Kỳ muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Việt Nam chủ yếu trong việc cung cấp các tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện kể từ sau khi Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh bán vũ khí cho Việt Nam hồi năm 2016, đồng thời cũng luôn sẵn sàng thảo luận về các nhu cầu của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khả năng phòng vệ biển. Và cũng liên quan tới vấn đề hàng không của Việt Nam để mắt tiềm lực kinh doanh quân sự và không gian, thì công ty Airbus muốn bán trực thăng cho Việt Nam. Tập đoàn Airbus đang tìm cách mở rộng quan hệ đối tác với hàng không vũ trụ của Việt Nam và tăng doanh số bán máy bay trực thăng, trong lúc nhận thấy nhu cầu sử dụng về quân sự và thăm dò dầu khí ngày càng tăng của quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều ngày 7 tháng 12 trước thềm triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, ông Fabrice Rossero là tổng giám đốc kinh doanh và tiếp thị phụ trách phần máy bay trực thăng của Airbus cho biết là tập đoàn này nhận thấy nhu cầu đổi mới của đội trực thăng quân sự của Việt Nam trong tương lai. Ngoài phân khúc thăm dò và khai thác dầu khí, công ty này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu cho dòng trực thăng dân dụng. Việt Nam là thị trường trọng điểm của Airbus với định hướng cung cấp các sản phẩm máy bay thương mại, quốc phòng, trực thăng và hàng không vũ trụ. Bà Hoàng Chi Mai là tổng giám đốc của Airbus tại Việt Nam cho biết thêm, Airbus là nhà sản xuất vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam có tên là VN-RedSat-1, được phóng lên quỹ đạo từ Pháp vào năm 2013. Sự kiện này đánh dấu một điểm khởi đầu cho tham vọng thám hiểm không gian của Việt Nam. Ngoài ra, thì Airbus cũng đang hợp tác với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ của Việt Nam để sản xuất VN-RedSat-2, được cho là công nghệ tân tiến hơn nhiều so với vệ tinh đầu tiên. Một lần nữa, chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Xin kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền IBC TV để đến với phần tiếp theo, phần tử vi.